Vĩnh Thạnh quê tôi xin kính chào quý vị. Vâng, hôm nay chúng tôi lại có mặt ở nhà bác Lụa số 465. Và ngày 1 tháng 3 vừa rồi, chúng tôi đã đến đây làm một phóng sự về hoàn cảnh rất thương tâm của bác. Vâng, những hình ảnh được gửi đi, vâng, chúng tôi đã nhận được sự phản hồi của một số vị hảo tâm gửi tặng bác một số tiền mặt. Cụ thể, ngày 2 tháng 3, một người giấu tên tặng 200. Tiếp theo một người giấu tên tặng 200. Tiếp theo một người giấu tên tặng bác 1 triệu. Tiếp theo một người giấu tên tặng bác 500 ngàn. Và tiếp theo một người giấu tên tặng bác 200 ngàn. Và tiếp theo một người giấu tên tặng bác 1 triệu. Và tiếp theo một người giấu tên tặng bác 200 ngàn. Rồi bạn Hương Nguyên tặng bác 300. Rồi ngày 6 tháng 3 chúng tôi nhận được một người Việt kiều Úc giấu tên tặng bác 2 triệu đồng. Một người giấu tên tặng bác 200 ngàn. Và một vị ân nhân ở Bình Phước giấu tên tặng bác 2 triệu. Tổng cộng chúng tôi nhận được số tiền là 9 triệu 600 ngàn. Và nhân đây chúng con cũng đến để trao tiền cho bác. Mời bạn đại diện cho Vĩnh Thạnh của tôi để trao số tiền cho bác. Vâng, chúng tôi cũng xin thay mặt cho bác xin cảm ơn tất cả quý vị hảo tâm xa gần đã nghĩ đến tình thương mà giúp đỡ bác. Thay mặt cho bác xin cầu mong gia đình quý vị nhiều sức khỏe, an lành. Và cũng nhân ngày 8 tháng 3 chúng con đến đây xin chúc bác nhiều sức khỏe. Một ngày mà cả thế giới đang hướng về những người phụ nữ, những người mẹ. Chúng con chúc bác nhiều sức khỏe để lo cho gia đình, một gia đình hết sức đặc biệt. Và một lần nữa Vĩnh Thạnh chúng tôi cũng cầu xin quý vị được nhiều sức khỏe. Và quý vị cũng rộng tay để giúp cho hoàn cảnh của bác, lo cho gia đình lúc khó khăn và những người con bệnh tật. Và đến đây chúng tôi xin kính chào quý vị và luôn chúc quý vị nhiều sức khỏe, nhiều hạnh phúc trong cuộc sống. Xin kính chào.